Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 24. Chương 755 kiếm hay. Lạc Trường Sinh cười nói, đến lúc đó, tôi sẽ có cách để họ ra tay, còn cậu thì coi như tự vệ rồi xử một hai đứa. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào ông ta, lẽ nào những người này có liên quan tới Oda Tamura? Lạc Trường Sinh đáp, Yagyu là đệ tử của ông ta, còn Kamiji thì là cháu rể. Ngô Bình nhớ tới Oda Nobunaga mà mình từng giết rồi hỏi, là chồng của Oda Nobunaga à? Lạc Trường Sinh tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu biết Oda Nobunaga à? Đúng rồi, Kamiji là chồng của cô ta đấy. Ngô Bình cười lạnh nói, nếu là người của lão già Oda Tamura thì tôi không cần nương tay nữa rồi. Lạc Trường Sinh hỏi, cậu biết kiếm đạo à? Ngô Bình đáp, một chút thôi, ông định bảo tôi dùng kiếm thuật để đánh bại thiên tài kiếm đạo Yagyu à? Lạc Trường Sinh gật đầu, đánh bại kẻ thù từ phương diện mạnh nhất của hắn thì mới gây chấn động lớn chứ. Ngô Bình, có lý. Anh nhìn đồng hồ, cho tôi một tiếng, để tôi luyện kiếm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nước đến chân mới nhảy thì còn kịp không? Nhưng Ngô Bình rất nghiêm túc, trong phiến ngọc có một bộ kiếm pháp khiếm khuyết, chỉ có hơn 3 thức thôi, nhưng lại đòi hỏi rất cao ở người luyện. Trước đó, anh chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên nên không thể tu luyện được. Uy lực của 3 thức rưỡi này rất mạnh, dù biết khẩu quyết tâm pháp của nó rồi thì khi luyện vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. May là Ngô Bình tập bài luyện thể nên thể chất đã mạnh hơn trước, kiếm pháp này không còn quá khó với anh nữa. Ngô Bình lấy kiếm sát ra, sau đó lách người, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, các đường kiếm lúc to lúc nhỏ, nhóm Lâm Bạch thấy nổi da gà, sợ đến mức lùi lại liên tục. Lạc Trường Sinh sáng mắt lên rồi khen ngợi, kiếm hay. Đây mới là chiêu thức thứ nhất, nhưng uy lực của nó đã khiến tất cả mọi người ở đây phải khiếp sợ. Ngô Bình luyện một lèo 10 lần, anh đã có thể phóng ra 4 đường kiếm nào cũng to như quả dưa hấu, vô cùng quỷ dị. Nếu anh thi triển kiếm pháp này thì đừng ai mong có thể tiếp cận anh trong phạm vi 2 mét. Điều đặc biệt là môn kiếm pháp này kết hợp với kiếm sát đã tạo ra uy lực mạnh hơn, thậm chí Lạc Trường Sinh còn thấy dù mình khôi phục cảnh giới võ vương thì cũng không thể đỡ được kiếm của Ngô Bình. Ngô Bình cứ thế luyện chiêu thức thứ nhất, các đường kiếm ngày càng rối mắt và có uy lực mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lâm Bạch đã nhận được một cuộc điện thoại rồi nói, chủ nhiệm, người cấp trên cử tới đã đến rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả nhiên ngay sau đó, chuông cửa vang lên, Thường Minh ra mở cửa thì có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào. Chị ta mặc đồng phục màu xanh lam, đi giày đế bằng, đeo kính râm, để tóc ngắn, vừa nhìn đã biết là một người cứng nhắc bảo thủ. Ngô Bình bước tới chào hỏi, xin chào, tôi là đội trưởng Ngô Bình của Hắc Thạch. Người phụ nữ bắt tay với anh, chào đội trưởng Ngô, tôi là người phụ trách hoạt động lần này. Tôi tên là Trình Ngọc Liên, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Chương 756, được, để em thử xem sao. Ngô Bình cười nói, chắc chắn rồi. Trình Ngọc Liên nhìn đồng hồ rồi nói, gần 11 giờ rồi, chúng ta mau chuẩn bị đến sân bay thôi. Người của thành phố đã xuất phát rồi, chúng ta không thể đến quá muộn được. Ngô Bình không muốn đến sân bay nên cười nói, để họ đón tiếp ở sân bay là được rồi. Khi nào bên ấy sắp xếp xong thì chúng ta qua vẫn kịp. Trình Ngọc Liên ngẩn ra, đội trưởng Ngô, đây là vấn đề lễ nghi, tôi mong cậu sẽ đi. Ngô Bình chợt ôm bung rồi nói, ui cha, tôi bị Tào Tháo đuổi rồi, chờ tôi một lát, dứt lời, anh đi luôn vào nhà vệ sinh. Trình Ngọc Liên tức an người, chị ta lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó như tố cáo tội trạng. Cổ Lệ và Vi Lạp mím môi cười, chiều đau bụng này của đội trưởng hữu dụng thật đấy. Ngô Bình hạ nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh xuống rồi ngồi lên đó tu luyện. Trình Ngọc Liên phản ánh với cấp trên xong rồi chuyển đạt các mệnh lệnh cho Ngô Bình, nhưng khi xong việc thì cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh Long gọi cho Ngô Bình rồi hỏi, này cậu em, hôm nay tôi không đến, mấy anh em chịu khó nhé. Ngô Bình, chuyện nhỏ ấy mà. Anh Long, lần này chắc em sẽ đánh chết một, hai người, như vậy có sao không? Anh Long cười phá lên, đó là bản lĩnh của cậu, nhưng đừng mong anh khen thưởng. Ngô Bình, em biết rồi. Trò chuyện thêm một lúc thì anh ta nói, Trình Ngọc Liên kia có ông nội là một nhân vật lớn, cậu nể mặt người ta một chút. À, nhà họ Trình là một gia tộc chính trực, làm việc đứng đắn, cậu có thể kết bạn với chị ta.
Ngô Bình, kết bạn kiểu gì? Đoàn Long, chồng của Trình Ngọc Liên là Phương Chấn Quốc, họ có một người con trai 17 tuổi, lúc nào cũng cưng như trứng. Nhưng cậu nhóc này mắc một căn bệnh di truyền nên không sống được quá 20 tuổi. Nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con trai họ thì nhà họ Phương và nhà họ Trình sẽ vô cùng biết ơn cậu. Ngô Bình hỏi, Phương Chấn Quốc là người như thế nào? Đoàn Long, thế lực của nhà họ Phương ngang với nhà họ Triệu, Phương Chấn Quốc và con trai anh ta đều là con độc đinh đấy. Ngô Bình gật đầu, được, để em thử xem sao. Ngắt máy xong, Ngô Bình xả nước bồn cầu rồi mới chậm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chương 757 là mệnh đại quý ư. Sau đó, anh hỏi Lâm Bạch, anh nói có phải không? Lâm Bạch nào biết, nhưng vẫn ra sức gật đầu, phải, tôi có thể làm chứng, một tuần này ngày nào đội trưởng cũng bị đau bụng. Trình Ngọc Liên cười lạnh nói, Ngô Bình, cậu đừng tưởng mình là thành viên của Thiên Long thì có thể tùy hứng như thế. Dù Đoàn Long có xuất hiện ở đây thì cũng phải ngoan ngoan với tôi đấy. Ngô Bình nghiêm túc nói, chị Trình, tôi cũng nói thật với chị luôn, mấy tên quỷ đông doanh kia không xứng được tôi đi đón. À, tôi còn là một bác sĩ đấy, tôi nghe anh Long bảo con trai chị bị bệnh hả? Trình Ngọc Liên ngẩn ra, Đoàn Long kể cho cậu rồi à? Ngô Bình gật đầu, nếu rảnh thì chị dẫn cậu ấy đến đây để tôi khám cho, chắc chắn sẽ có cách chữa trị. Trình Ngọc Liên nửa tin nửa ngờ, con trai tôi bị bệnh di truyền, có chữa được không? Ngô Bình cười nói, đúng là bệnh về di truyền rất khó chữa trị, nhưng không phải là không thể. Lâm Bạch cười nói, chủ nhiệm Trình, bệnh của Triệu Trụ Quốc cũng là đội trưởng Ngô chữa trị đấy ạ. Trình Ngọc Liên ngạc nhiên, ra là cậu à, tôi nghe nói lâu rồi, có một thần y rất giỏi, không ngờ lại là cậu. Đúng là không được trông mặt mà bắt hình dong, cậu còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, chắc chắn tiền đồ sẽ sáng lắm. Ngô Bình cười nói, chị Trình quá khen. Trình Ngọc Liên đã nhóm lên một ngọn lửa hy vọng, chị ta vội hỏi, đội trưởng Ngô, cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi ư? Ngô Bình gật đầu, tôi đâu dám nói bừa chuyện này. Trình Ngọc Liên mừng rỡ rồi nói, đội trưởng Ngô, con trai tôi đang ở phòng trên tầng, lần này đến Hà Đông, tôi định dẫn nó đến núi Ngũ Đài bái Phật. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, vậy ư, thế chị mau dẫn cậu ấy tới đây, để tôi khám luôn. Trình Ngọc Liên lập tức chạy lên tầng, vài phút sau, chị ta đã dẫn một cậu thiếu niên 17 tuổi đi xuống. Cậu nhóc không cao, chỉ cỡ 1m50, người rất gầy, tinh thần uể oải, đôi mắt lờ đờ. Trình Ngọc Liên yêu chiều nhìn cậu nhóc rồi dịu dàng nói, Đông Sinh, đây là đội trưởng Ngô Bình, mẹ nhờ anh ấy khám cho con nhé. Cậu nhóc khẽ gật đầu rồi lễ phép nói với Ngô Bình, phiền anh Ngô ạ. Ngô Bình bảo cậu nhóc ngồi xuống cho mình kiểm tra. Anh phát hiện vấn đề của cậu ấy rất phức tạp, cậu ấy mắc bệnh thận kém phát triển bẩm sinh, cơ bắp thì yếu ớt, ngoài ra còn bị huyết áp cao và bệnh tim, đúng là bệnh khắp người. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là trên đỉnh đầu của cậu ấy ánh lên tia sáng màu đỏ, trong đó có pha lẫn chút màu vàng, tia sáng ánh lên cao nửa mét, trông rất kỳ lạ. Hả, là mệnh đại quý ư, Ngô Bình thầm nghĩ. Thật ra, trước khi cậu nhóc bước vào đây thì chưa có vận mệnh này. Nhưng sau khi nói chuyện với Ngô Bình thì số mệnh của cậu ấy mới hiện ra, như vậy chứng tỏ cậu ấy đã thay đổi số phận sau khi gặp Ngô Bình. Chương 758 đúng là lố lăng. Xem ra mình là quý nhân của cậu ấy rồi, Ngô Bình nghĩ. Thấy Ngô Bình không nói gì, Đông Sinh hỏi, anh Ngô, bệnh của em có thể chữa khỏi được không ạ? Ngô Bình nhìn cậu ấy rồi đáp có, nhưng hơi phiền phức một chút, hơn nữa em cũng phải chịu đau đấy, được không? Đôi mắt cậu thiếu niên lóe lên tia sang, chữa khỏi được ạ? Ngô Bình gật đầu, anh chữa được. Cậu nhóc đứng dậy rồi nói rành mạch, dù phải đau hay khổ cực đến mấy thì em cũng không sợ. Trình Ngọc Liên mừng rỡ nói, đội trưởng Ngô, vậy thì may quá rồi. Nếu cậu chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, nhà chúng tôi sẽ rất biết ơn cậu. Ngô Bình chính trực nói, chị Trình, anh Long bảo chị là người ngay thẳng, nhà họ Phương cũng rất trung nghĩa. Vì thế được chữa bệnh cho Đông Sinh là vinh hạnh của tôi. Mắt Trình Ngọc Liên đỏ hoe, chị ta gật đầu, cảm ơn cậu. Điều bận tâm lớn nhất của chị ta là bệnh tình của con trai, cậu nhóc rất thông minh, nhưng ông trời rất bất công khi không cho cậu ấy một sức khỏe tốt. Nếu không nhờ gia đình hai bên chạy chữa thì Phương Đông Sinh không thể sống tới ngày hôm nay được. Giờ Ngô Bình nói mình có thể chữa khỏi bệnh cho Phương Đông Sinh là một tin rất đáng mừng.
Trình Ngọc Liên vui không để đâu cho hết, cái nhìn của chị ta về Ngô Bình cũng đã thay đổi hẳn. Lúc này, Trình Ngọc Liên chợt nhận được một cuộc điện thoại, chị ta nói với Ngô Bình, đội trưởng Ngô, sứ đoàn Đông Doanh đã đến Phủ Tử Long rồi, người của thành phố gọi chúng ta tới. Ngô Bình hỏi, Phủ Tử Long là nơi nào? Lâm Bạch, đội trưởng, Phủ Tử Long là một lâm viên tư nhân, do Tổng Tiêu Đầu Lý Long Thần xây dựng, chắc người của thành phố mượn nơi đó để tiếp đón người Đông Doanh. Bấy giờ Ngô Bình mới nhớ Hà Đông là địa bàn của Lý Long Thần, vì thế anh lập tức gọi cho ông ấy. Điện thoại được kết nối ngay, Long Thần, ông có ở Hà Đông không? Lý Long Thần cười đáp, sư thúc, đệ tử không, người đang ở Hà Đông ạ. Ngô Bình, tôi nghe nói người của thành phố mượn Phủ Tử Long của ông à. Lý Long Thần, vâng, đệ tử khá thân với các sếp, thị trưởng thành phố đã gọi điện rồi mượn Phủ Tử Long để tiếp khách. Ngô Bình, họ mượn chỗ ấy để tiếp đám quỷ Đông Doanh đấy, trong đó có ba cao thủ trẻ tuổi, vớ vẩn khéo còn đòi khiêu chiến ông đấy. Lý Long Thần ngạc nhiên, cái gì? Đón tiếp người Đông Doanh ư? Đúng là lố lăng. Chương 759, sư thúc rổ, đệ tử không dám. Thật nực cười, Hà Đông là địa bàn của Lý Long Thần, nhỡ tiểu sư thúc xảy ra chuyện ở đây thì ông ấy biết ăn nói sao với sư phụ, vì thế phải tức tốc về ngay. Ngô Bình, ông cứ làm nốt việc đi, không cần về ngay đâu, chuyện ở đây có tôi rồi. Lý Long Thần, sư thúc, tối nay là đệ tử về rồi, sư thúc phải chờ đệ tử đấy, dứt lời, ông ấy cúp máy luôn. Lâm Bạch đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, đội trưởng, chúng ta phải chờ Lý Long Thần về ạ. Không, Ngô Bình nói, chúng ta đi luôn thôi. Mọi người thu dọn một chút rồi ngồi lên ba chiếc xe, đi tới Phủ Tử Long. Phủ Tử Long nằm ở núi Tử Long của Long Thành, trên núi có một ngôi miếu cổ đại, cảnh vật ở đây rất đẹp, là điểm du lịch nổi tiếng. Phủ Tử Long xây mất nửa ngọn núi, còn có một con đường nối thẳng. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã nhìn thấy một cánh cổng cao lớn, chiếc xe tiến vào bên trong, các công trình kiến trúc ở đây đẹp hết chỗ chê. Có một người đàn ông đầu trọc đã đứng chờ sẵn ở sân, đó chính là đại đệ tử Hồng Chiến của Lý Long Thần. Nhìn thấy Ngô Bình, anh ta vội bước tới vái chào, tham kiến sư thúc tổ. Ngô Bình gật đầu hỏi, Hồng Chiến, sư phụ anh bảo anh ở lại à? Hồng Chiến gật đầu, thật ra sư phụ mới gọi đệ tử tới để đón sư thúc tổ trước ạ. Ngô Bình, người Đông Doanh đâu? Hồng Chiến, họ đã vào trong rồi, à người của thành phố cũng đến, có thị trưởng, phó thị trưởng và các nhân viên khác. Ngô Bình, anh dẫn tôi đi gặp người Đông Doanh đi. Hồng Chiến chần chừ nói, sư thúc tổ, sư phụ dặn chờ người về thì mới được dẫn sư thúc tổ đi gặp người Đông Doanh. Ngô Bình trừng mắt, cái gì? Anh nghe lời sư phụ anh, chứ không nghe lời tôi hả? Hồng Chiến sợ hãi rồi quỳ xuống, sư thúc rổ, đệ tử không dám. Ngô Bình, đứng dậy nói chuyện. Hồng Chiến cười trừ đứng dậy rồi nói, sư thúc tổ, người nên chờ sư phụ về thì hơn ạ. Dẫu sao hôm nay người Đông Doanh cũng chỉ chơi bời giải trí thôi, mai mới chính thức đón tiếp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, được rồi, anh sắp xếp cho họ đi. Hồng Chiến mừng rỡ như chút được gánh nặng, vâng, mời mọi người đi theo tôi. Phủ Tử Long rất rộng với diện tích chiếm 1/3 cả rừng núi, ở đây có rất nhiều các tòa kiến trúc phân thành từng khu riêng biệt. Hồng Chiến dẫn nhóm Ngô Bình tới một nơi tên là Tùng Hương Uyển. Ở đây có rất nhiều cây tùng cổ. Cây nào cũng cao ngất trời. Sau khi mọi người tới nơi, Hồng Chiến sai người pha trà và chuẩn bị đồ điểm tâm, sau đó ở lại trò chuyện cùng họ, vì sợ hợ đi tìm người Đông Doanh. Chương 760 Kim Trung Cháo, anh có muốn học không? Uống trà một lúc thì Trình Ngọc Liên nói, đội trưởng Ngô, tôi đi gặp thị trưởng một lát đây. Ngô Bình gật đầu, anh không hứng thú với thị trưởng ở đây nên nói, chị đi đi. Trình Ngọc Liên vừa đi thì Ngô Bình hỏi Hồng Chiến, thiết đầu công của anh luyện thế nào rồi? Hồng Chiến cười gượng đáp, lần trước nhờ được sư thúc tổ chỉ dẫn nên đệ tử thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Ngô Bình nói, đang rảnh, ra đây tôi sẽ chỉ dẫn thêm cho anh thứ này. Hồng Chiến mừng quính, vội vàng dẫn Ngô Bình ra sân sau rồi mong chờ hỏi, sư thúc tổ, người truyền gì cho đệ tử vậy ạ? Ngô Bình cười nói, Kim Trung Cháo, anh có muốn học không? Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết của Ngô Bình có luyện pháp và đả pháp. Đả pháp thì có công phu Kim Trung Cháo, hơn nữa còn chính thống và huyền diệu hơn cả truyền thế.
Ngô Bình biết Hồng Chiến thích hợp với các môn công pháp đòi hỏi sự cứng rắn nên quyết định truyền kim trung cháo cho anh ta. Đương nhiên anh cũng chỉ có thể truyền thụ bản giản lược cho Hồng Chiến thôi, còn các chiêu thức tuyệt diệu và có uy lực lớn hơn thì không còn thích hợp với Hồng Chiến nữa. Tuy thế, nhưng kim trung cháo của anh cũng cao minh hơn luyện pháp truyền thế nhiều. Quá trình truyền thụ cũng là cách Ngô Bình luyện tập, tiện thể đả thông kinh mạch cấp 4 một số bộ phận trong cơ thể. Nhờ tập bài luyện thể nên anh đã đả thông kinh mạch cấp 4 trên nhiều bộ phận rồi, giờ đả thông tiếp sẽ dễ dàng hơn. Ngay sau đó, Hồng Chiến đã nhìn thấy có một màn ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ người Ngô Bình, anh ta giơ tay chạm vào thì như bị điện giật, nửa cánh tay hoàn toàn tê dần. Hồng Chiến kinh ngạc rồi hào hứng hỏi, sư thúc tổ, đây là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy kim trung cháo kiểu này. Ngô Bình thu tay nói, tôi truyền cho cậu cơ bản trước, khi nào luyện thành rồi thì học tiếp. Kim trung cháo mà Ngô Bình luyện có 5 cấp là cứng rắn, dẫn dụ, phản công, như ý và hiển hóa. Bây giờ, anh mới chỉ luyện thành cấp thứ nhất là cứng rắn, đao kiếm vào đâm vào người cũng bị bật ra, không thể gây tổn thương đến da thịt. Dạy Hồng Chiến xong, Ngô Bình tự sang một bên khác luyện tiếp đến khi tê dại tay mới thôi. Còn Hồng Chiến luyện một lúc cũng gọi người đi thu dọn cơm nước. Đầu bếp ở đây đều là những người nổi tiếng nhất Hà Đông nên các món do họ làm rất ngon. Trong lúc dùng cơm, Ngô Bình đã hỏi Hồng Chiến về tình hình của Hà Đông. Trong ấn tượng của anh thì Hà Đông là nơi có trữ lượng than lớn nhất cả nước, lượng khai thác chiếm 1/4, hơn nữa chất lượng than cũng tốt, dễ khai thác nên từng làm giàu cho nhiều ông chủ mỏ than. Hồng Chiến đáp các mỏ than ở Hà Đông gần như đều có chủ hết rồi, giờ muốn sở hữu một mỏ là rất khó. Nhưng có thể mua lại quyền thăm dò, nếu có thể tìm được mỏ than ở đó thì có thể tự do khai thác. Hơn nữa, quyền thăm dò này không chỉ dành cho than, mà còn cả các khí đốt tự nhiên khác nữa, ai cũng có thể mua được. Song, chuyện này có yếu tố ăn may rất nhiều, tiền mua thì đắt mà không biết có thu hoạch gì không. Các công ty chất đốt nổi tiếng hầu hết cũng dựa trên yếu tố may mắn kết hợp với kỹ thuật và kinh nghiệm, vì thế tuy quyền thăm dò này có giá rất cao, nhưng vẫn có khá nhiều người bỏ tiền ra đầu tư. Ngô Bình, vài hôm nữa, anh dẫn tôi đi tới vài điểm thăm dò nhé. Chương 761 loại ruồi nhặng phiền phức này. Người thanh niên mặc đồ thể thao màu xám, hắn chỉ cao 1,5 m, người còn béo ục ịch. Người này đầu nhọn mặt to, mắt híp, không có lông mày, hai cánh tay buông thõng hai bên người thì rất giàu. Hắn vừa xuất hiện, Ngô Bình đã biết đó là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm nên rất mạnh. Trong 3 cô gái kia thì có một người là phiên dịch, cô ta nhìn Ngô Bình rồi cau mày hỏi, các người đang làm gì thế? Ngô Bình mặc kệ cô ta, Hồng Chiến nói, đây là khách của tôi. Cô gái lạnh giọng, bảo họ ra ngoài đi, tông sư Kamiji muốn ngắm cảnh ở đây. Hồng Chiến nổi giận, không mời tự đến mà lại đuổi người khác là thế nào? Cô gái lạnh mặt, phẩm chất đạo đức của người Viêm Long vẫn kém thế nhỉ? Cô gái này khoảng 27 tuổi, cũng có chút nhan sắc, ăn mặc rất thời thượng, nhưng lại tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Hồng Chiến rồi còn nói giọng như bề trên. Hồng Chiến cười lạnh, người Viêm Long ư, thế cô không phải người Viêm Long à? Cô ta bình thản đáp, tôi không thèm sống ở cái nước có dân trí thấp nên đã di dân sang Đông Doanh được 3 năm rồi, bây giờ tôi là một công dân của Đông Doanh. Nghe cô ta nói vậy, người đàn ông Đông Doanh cười nói, cô nên tự hào về điều đó. Cô gái được khen thì vui lắm, lập tức cười nói, ngài Kamiji, xin ngài đừng giận, tôi sẽ đuổi đám này đi ngay. Kamiji hài lòng gật gù, năm xưa, người Viêm Long đã lỡ mất cơ hội được đế quốc Đông Doanh chúng tôi truyền thụ văn hóa, đúng là đáng tiếc. Bụp. Ngô Bình đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy nói, đây là Kamiji nổi danh lừng lẫy phải không? Nghe nói không thủ đạo của Đông Doanh mạnh lắm không biết có phải là chiêu trò mua truyền thông không đây? Im miệng, cô gái nổi giận, ngài Kamiji là cao thủ không thủ đạo số 1 của Đông Doanh. Hơn nữa còn từng là tay đấu đô vật mạnh nhất của đất nước. Ngô Bình cười nói, ra là vận động viên đô vật, bảo sao mà béo như con lợn ấy. Này, bình thường anh thích ăn thịt lợn lắm đúng không? Hay do ảnh hưởng gen của quỷ lùn nên không cao lên nổi? Láo xược, Kamiji giận dữ, sau đó lao lên tấn công Ngô Bình. Lùi lại. Ngô Bình hô lên, nhóm Hồng Chiến lùi hết lại, anh giơ tay ra túm lấy cổ tay của Kamiji. Sau đó mượn lực để vòng ra sau người hắn. Quỳnh. Kamiji to béo nên không linh hoạt, Ngô Bình liên tục đấm đá vào người hắn,
sau đó hắn mới có cơ hội phản công. Xong, Ngô Bình đã lách người lùi lại, sau đó vòng tay trước mặt rồi nói Kamiji, ăn cho lắm vào rồi béo như con lợn, kiểu này dễ bị huyết áp cao rồi đứt mạch máu lắm, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Kamiji chợt thấy đầu mình váng vất, hắn lảo đảo rồi kinh hãi hỏi, anh đã làm gì tôi? Ngô Bình thờ ơ nói, do huyết áp của anh lên quá cao mới dẫn tới tình trạng như vậy. Cô phiên dịch tức tối nói, cậu thật vô lễ, người như ngài Kamiji mà dễ bị như vậy à? Chát! Ngô Bình tát cô ta một cái rồi quát, loại ruồi nhặng phiền phức này. Cô gái ngã ra sau, cảm thấy miệng mình tê dần nên không ngừng cử động cơ miệng, cuối cùng thì hộc máu, miệng tanh nồng. Chương 762 dám giết người của tôi, đúng là đáng chết. Sức sống mãnh liệt đấy, Ngô Bình đá vào thi thể của Kamiji, tiếc quá, nếu là một con heo thật thì mổ thịt đi bán được rồi. Ngô Bình đã thi triển ngưng huyết chỉ, khiến máu huyết trong người Kamiji hoàn toàn đông cứng, làm tắc nghẽn các động mạch chủ, tim ngừng đập rồi thì không chết mới lạ. Cô phiên dịch sợ hãi hét lên, sau đó liều mạng bỏ chạy, hai cô gái khác cũng vội vã rời đi với vẻ hoảng loạn. Lạc Trường Sinh nhìn thi thể đó rồi cười nói, đội trưởng, tôi còn tưởng cậu sẽ không giết người cơ. Ngô Bình thờ ơ nói, quỷ Đông Doanh đã giết bao nhiêu người dân vô tội của chúng ta, vậy mà giờ vẫn dám đến đây ra oai, tôi mà không giết hắn thì thật có lỗi với trăm dân muôn họ vào thời chiến. Lạc Trường Sinh, cậu giết hắn là đúng, tên Kamiji này có ông nội là sĩ quan, tay ông ta đã nhuốm máu của nhiều người dân Viêm Long. Hồng Chiến thở dài nói, sư thúc tổ, lát nữa kiểu gì những người Đông Doanh khác cũng tới trả thù, người nên tránh đi thì hơn. Sao phải tránh, Ngô Bình tỉnh bơ, họ dám ra tay thì tôi sẽ tiễn tất cả về trời luôn. Loáng cái đã có một người đàn ông trung niên dẫn người tới, ông ta nhìn thi thể nằm dưới đất rồi giận tím mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngô Bình hỏi chính cậu đánh chết Kamiji đúng không? Hồng Chiến vội nói, thị trưởng Viên, là tôi, không liên quan gì đến họ đâu. Ngô Bình lấy chứng nhận của mình ra, thị trưởng Viên liếc nhìn rồi lạnh giọng hỏi, người của Bộ Công an thì được tùy ý giết người à? Thị trưởng đang rất giận dữ, ông ta đã thỏa thuận xong với sư đoàn Đông Doanh rồi, họ đầu tư cả trăm tỷ vào Long Thành để xây nhà máy. Giờ thì hay rồi, người đã chết thì còn làm ăn gì nữa? Ngô Bình liếc nhìn ông ta rồi nói, thị trưởng Viên, tôi thấy trên đỉnh đầu ông có hắc khí, điều này chứng tỏ sắp tới sẽ có nạn tù tội, hơn nữa còn thân bại danh liệt, ông mau về mà chuẩn bị đi. Thị trưởng Viên nổi giận, cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Lâm Bạch Hừ nói, đội trưởng của chúng tôi biết xem tướng, tôi khuyên ông nên tin cậu ấy. Thị trưởng Viên sợ hãi, biết nhóm người này có thân phận thần bí và rất giỏi nên nửa tin nửa ngờ. Ông ta định hỏi, nhưng không mở miệng được. Đúng lúc này, một nhóm người Đông Doanh đã chạy đến, đi đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa đến thì Ngô Bình đã biết người này là một nhân tiên, thực lực cảnh giới võ vương. Người đàn ông đó không cao, dáng người cân đối. Mắt sắc như sao, ông ta vừa tới đã nhìn chằm chằm vào thi thể của Kamiji rồi hỏi ai đã giết cậu ta. Ngô Bình quan sát người đàn ông này rồi hỏi Lâm Bạch, trong danh sách có người này không? Lâm Bạch lắc đầu, không ạ, nhưng tôi biết ông ta. Đó là Kumiko Goto, cao thủ thần đạo của Đông Doanh, rất giỏi làm phép. Kumiko Goto trầm giọng nói, dám giết người của tôi, đúng là đáng chết. Ngay sau đó, Ngô Bình thấy cảnh vật trước mắt mình thay đổi, một cảm giác nguy hiểm ập tới. Đúng lúc này, Dương Đoành hét lên, sau đó cùng Lâm Bạch chặn trước mặt Ngô Bình. Phụt! Chương 763 tu sĩ Đông Doanh khiến tôi quá thất vọng. Hai tia sáng lạnh lẽo phóng tới rồi xuyên qua bả vai của Lâm Bạch và Dương Đoạn. Nếu họ không phản ứng nhanh nhạy thì đã bị đâm xuyên qua tim rồi. Người ra tay chính là Kumiko Goto. Mang tiếng là cường giả cảnh giới võ vương mà lại dùng ám khí. Sau khi khiến hai người bên Ngô Bình bị thương, ông ta cười nham hiểm nói, cậu là Ngô Bình hả? Tốt, tôi đang nghĩ cớ để giết cậu, giờ thì tự cậu nộp mạng rồi. Ngô Bình vẫn bình thản như thường, anh giơ tay bắn ra một quả cầu màu vàng, quả cầu xoay tròn thật nhanh trên không trung rồi phát ra sóng âm kỳ lạ. Đây là quả cầu anh lấy được trong tảng đá, nó là pháp khí từ thời Tiên Quốc. Trong lúc nhàn rỗi, anh đã nghiên cứu về quả cầu này thì phát hiện nó có thể bài trừ pháp thuật, là một món lợi khí xua đuổi tà ma. Sóng âm mà nó phát ra sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới người âm linh và có lực tinh thần mạnh.
Quả nhiên sóng âm ấy vừa xuất hiện, ảo ảnh trước mắt Ngô Bình đã biến mất, Kumiko Goto biến sắc mặt, hai tay liên tục tạo ấn để chống lại sóng âm của Ngô Bình. Bù! Trong lúc đó, Ngô Bình đã thi triển kiếm pháp tam thức rưỡi, các đường kiếm lóa mắt lao vụt về phía Kumiko Goto. Ông ta gào lên rồi nhanh chóng tung trưởng đánh vào ngực Ngô Bình, đồng thời giơ một tay khác lên để bắt lấy kiếm của anh. Với cường giả võ vương mà nói thì đao kiếm và gậy gộc chỉ như tờ giấy, không thể khiến họ bị thương được. Xong, Kumiko Goto đã nhầm, tay ông ta lạnh toát vì đã bị chém mất nửa bàn tay, máu tươi chảy ra ròng ròng. Đường kiếm của Ngô Bình vẫn rất chói lòa, sau đó chém vào đầu ông ta. Ầm. Ngô Bình cũng bị Kumiko Goto tung một trưởng đánh bay, tuy đã mặc hộ giáp, nhưng trưởng lực kia cường giả cảnh giới võ vương rất mạnh, anh đã bị gãy một xương sườn và hộc máu. Thấy Ngô Bình chém chết Kumiko Goto với một đường kiếm, những người đông doanh khác nghiệt mặt ra, sau đó sợ hãi lùi lại. Với họ mà nói thì Kumiko Goto là một nhân vật bất khả chiến bại, vậy mà cũng bị người ta chém đầu rồi. Thị trưởng Long Thành ngẩn người, đứng im tại chỗ như trời trồng, mặt tái mét, người run rẩy, dường như mắt ông ta vẫn đang thấy các đường kiếm bay lượn chói lòa. Ngô Bình chống kiếm đứng dậy rồi lạnh lùng nhìn người đông doanh, hỏi còn ai muốn khiêu chiến tôi nữa không? Ngay sau câu nói ấy, quyền ý bá đạo phóng ra, không có gió mà áo Ngô Bình tung bay, một khí chất bức người khiến đám người đông doanh không dám thở mạnh. Luồng sát ý này khiến họ rất sợ hãi. Uệ. Thậm chí có người còn cong người xuống nôn uệ vì quá hoảng sợ, nhưng một khi nôn thì coi như đã mất hết ý chí chiến đấu. Một lũ rác rưởi, Ngô Bình nhìn họ với vẻ coi thường, tu sĩ đông doanh khiến tôi quá thất vọng. Chương 764 không tham gia hành động. Trong lúc đó, Ngô Bình đã trị thương giúp Lâm Bạch và Dương Đoạn. Nửa tiếng sau, tất cả người đông doanh đã rời đi, sau đó chuyển tới khách sạn khoái tiệp mà không ai dám ý kiến gì. Tin tức này nhanh chóng đến tai cấp trên, Đoàn Long đã gọi tới. Anh ta cười nói, anh phục cậu đấy. Kumiko Goto lén tới cùng sứ đoàn mà tình báo còn không biết gì, không ngờ cậu lại chém chết ông ta rồi, siêu thật. Bao giờ về Thiên Kinh, anh sẽ mời cậu đi uống rượu. Ngô Bình, bên họ có một cường giả võ vương tới mà mình không biết gì ư. Đoàn Long, đành chịu thôi, chắc Kumiko Goto đã đến Hà Đông trước cả tháng rồi. Hơn nữa bọn anh còn nghi ngoài ông ta ra, vẫn còn cao thủ khác của Đông Doanh ở đây. Mục tiêu của họ hình như là kho báu. Ngô Bình cau mày, đúng là kỳ lạ, tìm kho báu thì lúc nào chẳng được, sao cứ phải là bây giờ. Đoàn Long, anh đã cho người đi điều tra rồi, khi nào có tin thì sẽ báo cho cậu. Ngô Bình nói, anh Long, tối nay em sẽ lên núi thử xem sao. Đoàn Long ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở, cẩn thận đấy. Anh yên tâm, em có chừng mực. Ngắt máy xong, Ngô Bình lại gọi cho Diệp Thiên Tông, ông ấy nói, sư đệ, cảm ơn cậu. Ngô Bình ngẩn ra, sao anh lại cảm ơn em? Diệp Thiên Tông, Kumiko Goto mà cậu giết là người của môn phái đã giết bố mẹ của Diệp Huyền. Trùng hợp vậy sao, Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Diệp Thiên Tông, vì thế anh mới lo cho sự an nguy của cậu, anh đã gọi nhị sư huynh của cậu tới rồi, lát nữa chắc cậu sẽ nhận được tin thôi. Ngô Bình, không cần đâu ạ, tự em xử lý được mà. Diệp Thiên Tông, cẩn thận vẫn hơn, cậu mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhị sư huynh đại diện tới chúc mừng, tiện thể tặng cậu hai món quà. Ngô Bình cười nói, vâng, thế em chờ. Anh vừa ngắt máy thì Lâm Bạch tiến lên rồi do dự nói, đội trưởng. Chuyện của Thiên Long không nên để thần võ ti can thiệp đâu ạ. Ngô Bình nhìn Lâm Bạch, nhị sư huynh của tôi chúc mừng tôi thăng cấp lên tiên thiên, không tham gia hành động. Lâm Bạch đáp, trưởng nhóm, Thiên Long của chúng ta và thần võ ti có quan hệ cạnh tranh. Người giữ chức vụ của cả hai bên cùng lúc như trưởng nhóm quả thật rất hiếm thấy. Ngô Bình hiểu lời nhắc nhở của Lâm Bạch xuất phát từ mục đích tốt. Anh ta lo rằng một số cách làm của anh sẽ khiến Đoàn Long hiểm nghi. Nhưng hiển nhiên Lâm Bạch không biết rõ về mối quan hệ giữa anh và Đoàn Long. Tôi hiểu, anh đáp, đoạn kiểm tra vết thương của Lâm Bạch. Nhờ anh chữa trị, Lâm Bạch đã hồi phục được kha khá, đều nhờ cả vào công dụng diệu kỳ của chân khí màu tím. Lúc tên Kumiko Goto ấy ra tay, Lâm Bạch và Dương Đoạn đã không chút chần chừ chắn ngay phía trước. Chuyện này khiến anh rất cảm kích, nên đã gọi riêng hai người họ vào phòng. Chương 765 anh đến nhanh nhỉ, Long Thần. Trưởng nhóm à,
chuyện gì mà phải nói riêng thế? Dương Đoạn thẳng thắn hỏi anh. Ngô Bình hỏi lại đối phương, Dương Đoạn, anh đã thăng lên tiên thiên vào lúc nào? Dương Đoạn ngẫm nghĩ, hơn 3 năm rồi. Trưởng nhóm phát hiện được chuyện gì à? Ngô Bình là thần y, anh hỏi thế khiến Dương Đoạn thấy hơi căng thẳng. Ngô Bình gật đầu, 3 năm mà anh vẫn luyện hình, hơn nữa còn không có tiến triển gì. Chuyện này chứng tỏ cách tu hành của anh đã sai. Dương Đoạn gãi đầu, trưởng nhóm à, nhà họ Dương chúng tôi là gia tộc Võ Lâm. Tổ tiên tôi có một bộ pháp môn tu hành, nhưng do trong tổ tiên chưa từng xuất hiện tu sĩ tiên thiên, nên không để lại kinh nghiệm tu hành. Ngô Bình cười hỏi, anh không bái sư à? Dương Đoạn lắc đầu, tôi tự mày mò thôi. Trưởng nhóm à, tôi luyện sai ở đâu vậy? Ngô Bình cười bảo, pháp không dễ truyền, nhưng hai người là cấp dưới của tôi, nghĩa vụ của tôi đã giúp hai người nâng cao thực lực. Mỗi một câu, một chữ mà tôi sắp nói sẽ vô cùng quan trọng đối với hai người. Hãy nghe và ngẫm thật kỹ, vì tôi chỉ nói một lần thôi. Dương Đoạn và Lâm Bạch đều không phải kẻ ngốc, lập tức phấn khởi giỏng tai lên nghe. Ngô Bình tiếp tục, tiên thiên chia thành bão đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành, linh cảm, mỗi cảnh giới đều có cách luyện tâm pháp tương ứng. Anh chỉ mới nói vài phút, song Dương Đoạn và Lâm Bạch đều đã nghiêm túc lắng nghe. Vì họ biết, Ngô Bình đang thắp ngọn đường soi sáng trên con đường tu hành của họ. Có thể nói, sự chỉ điểm của Ngô Bình đã giúp cả hai có triển vọng thăng cấp thành địa tiên. Ngô Bình quả thật chỉ nói một lần. Hơn một giờ sau, anh hỏi, đã nhớ chưa? Lâm Bạch và Dương Đoạn gật đầu, chúng tôi nhớ rồi, trưởng nhóm. Dứt lời, cả hai đứng dậy và khom người trước Ngô Bình một cách cung kính, thậm chí có thể nói là kính nể. Cuối cùng họ đã hiểu vì sao Ngô Bình lại tu hành nhanh và sở hữu năng lực mạnh đến vậy. Ngô Bình điềm nhiên đón nhận, cười bảo, đứng lên đi. Nghiền ngẫm nhé, rồi lát nữa đi ăn. Khi anh ra ngoài, Hồng Chiến đã chờ ngay gần đó. Anh ta vội vã tiến lại gần, sư thúc tổ, sư phụ của đệ tử đến rồi ạ. Ngô Bình nói, ồ, nhanh vậy sao? Hồng Chiến đáp, biết sư tổ sắp đến, sư phụ đã lập tức về ngay. Chương 766 Âu Dương Trích Tinh có lai lịch thế nào? Lý Long Thần cười to, sư thúc yên tâm, rượu của đệ tử toàn là rượu phần hơn 300 năm. Đa số là rượu do nhóm thương nhân Hà Đông siêu tầm. Thời Minh Thanh, nhóm thương nhân Hà Đông vang danh thiên hạ, giàu có vô cùng, như đại viện nhà họ Kiều chứ danh cũng là sản vật thời đó. Rượu mà họ siêu tầm dĩ nhiên là có chất lượng tuyệt hảo. Cả hai đang trò chuyện thì Lý Long Thần đột nhiên ho dữ dội. Mặt cũng tái đi. Ông ấy ho liên tục suốt nửa phút, đau đớn vô cùng. Ngô Bình xa sầm mặt, anh bị thương à? Lại là Âu Dương Trích Tinh. Lý Long Thần rất ái ngại, để sư thúc chê cười rồi. Cũng rất tình cờ, mấy hôm trước khi đang áp tải hàng thì đệ tử gặp phải Âu Dương Trích Tinh. Đệ tử phát hiện tu vi của người này đã đột phá lên tiên thiên, tiến vào cảnh giới nhân tiên. Sao kẻ đó lại làm anh bị thương? Lý Long Thần đáp nhẹ, sau khi gặp nhau, Âu Dương Trích Tinh hỏi ai đã trị khỏi cho đệ tử. Đệ tử không nhắc đến sư thúc, chỉ bảo là tự khỏi. Nhưng người này không tin, rồi đột nhiên ra tay. Cảnh giới của Âu Dương Trích Tinh cao hơn nên đệ tử dĩ nhiên không phải là đối thủ, đành chịu thêm một đòn của đối phương. Sau khi đánh đệ tử một chưởng, Âu Dương Trích Tinh còn bảo là, để xem người kia có giải được chưởng lực này không, nữa ạ, nói đến đây, Lý Long Thần cười khổ. Ông ấy cảm thấy rất bẽ mặt khi nói chuyện này ra. Ngô Bình cười khẩy, đúng là ngông cuồng, chắc hẳn kẻ đó biết anh là ai nhỉ? Lý Long Thần thở dài, dĩ nhiên là biết ạ, nên mới dám ra tay. Ngô Bình cau mày, Âu Dương Trích Tinh có lai lịch thế nào? Lý Long Thần đáp, nhà Âu Dương là gia tộc Võ Lâm đỉnh cấp, thế lực ngang ngửa đường môn, không xem đệ tử ra gì là chuyện bình thường. Ngô Bình ra hiệu cho Lý Long Thần đến gần. Quan sát một lúc rồi chữa trị cho ông ấy. Trong mắt anh, mọi vết thương trên đời này đều chẳng có bí mật gì, chưa đến 10 phút đã giải được chưởng lực mà kẻ nọ tự cho là cao siêu. Lý Long Thần ho dữ dội rồi phun ra mấy ngụm đờm máu, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bèn ngạc nhiên nói, sư thúc quả nhiên tài giỏi như thần, mới đó mà đã chữa khỏi cho đệ tử rồi. Ngô Bình nói, lần sau nếu hai người gặp lại nhau, anh hãy nói với Âu Dương Trích Tinh rằng, nếu kẻ đó còn dám làm anh bị thương thì chờ bị tôi chặt đầu đi. Lý Long Thần vội vã đáp, đệ tử sẽ xử lý chuyện này, thưa sư thúc. Không bao lâu sau, Dương Mộ Bạch đã đến,
gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Ngô Bình nhận thấy tu vi của Dương Mộ Bạch đã có tiến bộ đáng kể, chỉ còn cách võ thần một bước nữa. Ha ha, sư đệ, chúc mừng cậu, Dương Mộ Bạch nói tiếng chúc mừng, đoạn lấy một miếng ngọc hình quả trứng từ trong tay áo ra. Bề mặt miếng ngọc trơn bóng, lờ mờ có phủ văn lưu chuyển. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra quả trứng ngọc này rỗng bên trong, có chạm khắc rất nhỏ trên bề mặt khoang rỗng. Đây là món đồ mà anh lấy được đã lâu, là đồ từ thời Thiên Quốc. Sư đệ hiểu biết sâu rộng, có lẽ sẽ rất thích. Anh vội vàng cảm ơn, đoạn hỏi, sư huynh lấy được nó ở đâu vậy ạ? Dương Mộ Bạch đáp, anh tìm được ở một động tiên, khi đó chỉ tìm thấy món đồ này thôi. Chương 767 ý cô là đường vô mệnh. Ngô Bình mỉm cười, vậy em xin phép nhận nhé. Dương Mộ Bạch lấy ra thêm một cái hộp nhỏ, nói tiếp, đây là quà mà đại sư huynh tặng cậu, một bộ châm châm cứu, tên là ngũ hành tiên châm. Ngô Bình mừng rỡ, vừa mở hộp ra đã thấy 5 loại châm với đủ kích cỡ và hình dạng, loại nào cũng có công dụng diệu kỳ. Anh vui sướng vô cùng, châm này là đồ tốt dành cho em, trước đây em vẫn luôn muốn làm một bộ nhưng vẫn chưa tìm được thợ thủ công phù hợp. Dương Mộ Bạch cười bảo, bộ châm này có từ lâu đời. Trước cậu, mỗi một người chủ của nó đều là thần y đỉnh đỉnh đại danh. Ngô Bình gật đầu, cất hộp châm vào. Lý Long Thần đi đến khấu đầu, cười nói, sư phụ, đã chuẩn bị rượu rồi ạ. Dương Mộ Bạch gật đầu, cả hai vào phòng khách rồi ngồi xuống. Ông nói với Ngô Bình, sư đệ à, anh còn một chuyện quan trọng cần nói với cậu. Ngô Bình hỏi, ồ, chuyện quan trọng gì vậy ạ? Dương Mộ Bạch đáp, cậu còn nhớ đường băng vân không? Ngô Bình nói, em nhớ chứ. Chuyện này có liên quan đến cô ấy ư? Dương Mộ Bạch gật đầu, một vị trưởng lão quyền lực của đường môn bị thương nặng. Nếu cậu có thể trị khỏi thì sau này sẽ được quyền lực của người này hỗ trợ. Ngô Bình xua tay, sư huynh, trị bệnh cứu người thì không thành vấn đề, nhưng em không có hứng thú gì với quyền lực của đường môn. Dương Mộ Bạch nghiêm nghị nói, sư đệ à, sống trên giang hồ, thân bất do kỷ. Cậu nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là người khác nghĩ ra sao. Chuyện của cậu và đường băng vân, có lẽ đã có không ít người của đường môn nhận được tin rồi. Chỉ cần cậu xuất hiện ở đường môn, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu thừa cơ lôi kéo vị trưởng lão đường môn này. Ngô Bình thở dài, sư phụ thật là, sao tự dưng lại sắp xếp hôn sự này chứ? Dương Mộ Bạch nói, đây chính là giang hồ. Đã vào giang hồ thì cả đời ở giang hồ, không trốn được đâu. Ngô Bình ngừng lại một chút rồi hỏi, sư huynh, đối phương là ai vậy, anh có quen thân không? Dương Mộ Bạch đáp, người này tên Đường Vô Mệnh, phụ trách tổ chức ám sát của Đường Minh, tu vi cảnh giới võ thần. Hôm qua, Đường Vô Mệnh đã đến Mễ xử lý công việc, kết quả là bị giới tu chân của Mễ ám hại, suýt bỏ mạng ở đó. Bọn anh là bạn tốt, nếu không thì anh cũng không tìm cậu. Ngô Bình nói, để em thử xem, khi nào thì đi ạ? Chương 768 chắc chắn không sai. Ngô Bình đáp, vừa nghe nói. Anh chị được chứ, Đường Băng Vân rất mong đợi. Có thể thử xem sao, Ngô Bình nói, hiện giờ tôi còn việc phải xử lý. Có lẽ 1-2 ngày nữa mới đến được. Đường Băng Vân trả lời, được, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh. Phía cô ấy rất ồn ào, hình như đang xảy ra chuyện gì đó. Đường Băng Vân vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy. Dương Mộ Bạch hỏi, Đường Băng Vân à? Ngô Bình gật đầu, ra hiệu cho Lý Long Thần khui rượu. Hương rượu tỏa ra, cả hai vui vẻ chè chén. Uống được vài ly, Ngô Bình bảo rằng anh sẽ lên núi dạo một vòng, Dương Mộ Bạch quyết định đi cùng anh. Hai sư huynh đệ vừa uống vừa trao đổi kinh nghiệm tu hành. Thấy đã sắp 11 giờ, cả hai bèn thay bộ đồ bó sát. Lý Long Thần lái xe chở họ lên núi. Nơi bọn Đông Doanh biến mất năm ấy chỉ cách núi Tử Long chưa đầy 100 dặm. Xung quanh đây có nhiều núi, đường đi vòng vèo cao thấp. Xe chạy không nhanh, khoảng 12 giờ mới đến chân núi. Dương Mộ Bạch bảo Lý Long Thần tắt máy và chờ ở chân núi. Ông và Ngô Bình cùng leo lên núi. Cả hai có võ công, vô cùng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã đến đỉnh núi. Ngô Bình đã đọc các tài liệu liên quan. Năm ấy bọn Đông Doanh kia biến mất ở gần đây, nên anh rất tỉ mỉ, đi qua đoạn nào cũng mở nhãn thức để kiểm tra. Nhãn thức của anh có thể tìm kiếm sâu mấy chục mét, cộng thêm 6 thức nhạy bén, nếu dưới đất có gì bất thường, tuyệt đối sẽ không qua mắt được anh. Anh đứng nhìn trên đỉnh núi,
xung quanh có hàng trăm ngọn núi cao chót vót, muốn tìm manh mối trong những ngọn núi này quả thật rất khó. Đúng lúc này, lòng anh chợt xao động, cảm thấy địa hình núi ở đây quen thuộc vô cùng, tựa như từng nhìn thấy vậy. Ngay lập tức, mắt anh sáng rực lên, sư huynh còn nhớ đường chủ nghiêm của thần thiên giáo chứ? Dương Mộ Bạch gật đầu, nhớ, bị ngưng huyết chỉ của cậu giết chết. Sao hả? Ngô Bình nói, khi ấy, em có tìm được một tấm bản đồ có lịch sử nghìn năm trên người gã, trên đó có đánh dấu vài điểm. Dương Mộ Bạch kinh ngạc, sư đệ, chẳng lẽ địa hình núi trên tấm bản đồ ấy chính là nơi này? Ngô Bình gật đầu, chắc chắn không sai. Dương Mộ Bạch cười ha ha, đúng là ý trời. Ngô Bình nhớ lại các điểm đánh dấu trên bản đồ, chỉ vào đỉnh núi cao cao nằm chếch bên trái ở phía trước, điểm đầu tiên là ở đó. Chúng ta đi xem thử nhé. Dương Mộ Bạch đáp, được. Chương 769 chẳng lẽ anh không trị nổi bọn họ sao? Cả hai đi đến ngọn núi cao nhất ấy. Đến chân đỉnh, lòng Ngô Bình thoáng động. Anh ra hiệu cho Dương Mộ Bạch đứng im rồi vểnh tai nghe ngóng, lờ mờ nghe được âm thanh trò chuyện trên đỉnh núi, là tiếng Đông Doanh. Ở cạnh Lạc Mộng Trần một thời gian nên Ngô Bình đã học được một ít tiếng Đông Doanh, nhưng không quá thông thạo. Hết cách, anh đành vừa nghe vừa dùng điện thoại ghi âm, lặp lại câu nói của đối phương một lần rồi ghi lại. Nghe được hơn nửa giờ, trên đỉnh yên tĩnh trở lại. Anh bèn gửi đoạn ghi âm qua email cho Lạc Mộng Trần và nhờ dịch hộ. Lúc này Lạc Mộng Trần vẫn đang ở huyện Minh Dương, vừa nhận được email bèn dịch giúp anh ngay. Ngô Bình đọc không chuẩn xác lắm, nhưng Lạc Mộng Trần vẫn có thể dịch hoàn chỉnh rồi gửi văn bản đến điện thoại anh. Ngô Bình đọc xong thì hiểu được đại khái là một người là sư phụ của người còn lại, hai thầy trò đang nói chuyện với nhau. Đệ tử tên Ichiro, hỏi sư phụ rằng dưới núi có gì. Vị sư phụ kia bảo, năm xưa Đông Doanh xâm lược Viêm Long đã càn quét rất nhiều ngôi miếu cổ và ngọn núi nổi tiếng, thu được một lượng lớn sách cổ. Tháng trước, vị sư phụ này bất ngờ phát hiện một thông tin từ nhiều sách cổ, ấy là ngọn núi này từng phát ra ánh sáng đỏ vào nửa đêm, chiếu sáng nửa bầu trời. Có một người chứng kiến đã lên núi kiểm tra, tuy không thu hoạch được gì nhưng vẫn cho rằng ngọn núi này rất phi thường, chắc chắn có báu vật hiếm có được chôn giấu bên dưới. Dựa theo những manh mối này, hai thầy trò báo tin cho đám người Odea Tamura và Phụng Mệnh đến đây kiểm tra. Trước mắt, họ vẫn chưa có thu hoạch gì, chỉ xác định được vị trí đỉnh núi. Đọc bản dịch xong, Ngô Bình hỏi, sư huynh à, đi gặp họ không? Dương Mộ Bạch cười hề hề, ở đây là nước Viêm Long. Chúng ta đã biết chuyện rồi, chẳng lẽ anh không trị nổi bọn họ sao? Ông lập tức gọi một cuộc điện thoại, chưa đến nửa giờ sau, đã có mấy chiếc trực thăng vũ trang xuất hiện, rọi đèn vào núi, khiến mấy tên Đông Doanh trên núi vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Có người trên trực thăng cầm loa hô to, đây là khu cấm quân sự. Tất cả lập tức rời khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Tạch tạch tạch. Dứt lời, dường như đã có ai đó cướp cò, đạn của pháo tự động bắn nát tảng đá ngay bên cạnh một người Đông Doanh. Vụn đá bắn tung tóe, cứ rách mặt một người khiến máu chảy ròng ròng. Đối mặt với vũ khí hạng nặng, tu vi có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Đám người này liền biết chuyện không ổn. Chương 770 đại trận tù cấm. Ngô Bình vừa nhìn phiến đá phía trước vừa nói, sư huynh, sau vách đá này, trong vòng 20 mét có lẽ là rỗng. Mắt Dương Mộ Bạch sáng lên, sư đệ phát hiện nhờ nhãn thức à. Ngô Bình gật đầu, em không nhìn thấy gì sau vách, có lẽ nó không phải hình thành từ tự nhiên. Dương Mộ Bạch cười bảo, nói thế thì rất có khả năng đây là nơi mà người Đông Doanh muốn tìm. Ngô Bình nói, vấn đề là chúng ta vào bằng cách nào bây giờ? Dương Mộ Bạch nhẹ nhàng đáp, vội vàng quá thì dễ hỏng việc. Đừng gấp, sau này chúng ta lại đến cũng không muộn. Ngô Bình tiếp tục tìm kiếm xung quanh, anh phát hiện không gian trong núi khá rộng, là một nơi có quy mô cực lớn. Sau khi đến đỉnh núi, anh nói, sư huynh à, nơi này cần phải được bảo vệ, không thể để người Đông Doanh đặt chân vào nữa. Dương Mộ Bạch nói, dễ thôi. Khi về, anh sẽ lấy danh nghĩa thần võ ti, phê duyệt ngọn núi này và xây dựng một tòa biệt thự ở đây. Ngô Bình ngẩn người, có cần phải làm rắc rối như thế không, sư huynh? Dương Mộ Bạch trả lời, sư đệ, có đôi lúc tìm kiếm một di tích cổ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu không tìm cách che giấu thì dễ bị lộ lắm. Ngô Bình nghĩ cũng phải, bèn đáp, vậy được, anh xử lý chuyện này nhé. Chúng ta đến điểm thứ hai xem thử đi. Tấm bản đồ ấy vẽ ba điểm,
nơi này chỉ là một trong số đó. Ngô Bình lại thông qua tấm bản đồ để tìm ra một ngọn núi khác. Ngọn núi thứ hai cách ngọn núi thứ nhất khoảng 1.500 mét, là một quả núi chọc vừa thấp vừa nhỏ, bề mặt cằn cỗi. Đến đỉnh núi, anh dùng nhãn thức quan sát, nhưng lại không phát hiện được gì. Ngọn núi này không có khoang rỗng. Anh hơi cau mày, rõ ràng đã đánh dấu ba điểm, sao nơi này lại không có gì, lẽ nào bản đồ bị sai? Dương Mộ Bạch nói, bản đồ đã có tuổi đời ít nhất nghìn năm, có sai sót cũng là điều khó tránh. Ngô Bình lắc đầu, không đơn giản như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, anh nói tiếp, sư huynh à, anh gọi một chiếc trực thăng đến đây đi, em muốn nhìn từ trên cao xuống. Dương Mộ Bạch lập tức liên lạc với trực thăng. 10 phút sau, chiếc trực thăng đã đuổi người đông doanh ban nãy xuất hiện và hạ cầu thang xuống. Ngô Bình tức tốc trèo lên, Dương Mộ Bạch cũng theo sát. Sau khi lên trực thăng, anh yêu cầu phi công bay lên cao. Khi bay đến độ cao hơn 3.000 mét, anh ló đầu ra, nhìn chằm chằm xuống dưới. Hàng trăm quả núi lớn nhỏ nằm rải rác bên dưới, hình như tạo thành một thế trận gì đó. Trong phiến ngọc và ngọc bội đều dành ra rất nhiều trang để giới thiệu về trận pháp. Anh nhớ được không ít trận pháp. Vừa nhìn qua, anh đã biến sắc, đây là đại trận tù cấm siêu mạnh. Dương Mộ Bạch ngây người, đại trận tù cấm. Ngô Bình thở dài, xuống rồi nói sau. Ngô Bình bảo trực thăng bay đến vị trí bọn họ lên núi. Khi còn cách mặt đất mười mấy mét, cả hai nhảy xuống đất. Lý Long Thần vẫn đang chờ ở chỗ cũ. Thấy họ quay về, Lý Long Thần vội vã hỏi, sư phụ, sư thúc, có phát hiện gì không ạ? Ngô Bình đáp, lên xe, trở về. Chương 771 chào thần tướng. Xe khởi động, vẻ mặt của Ngô Bình vẫn rất nặng nề. Dương Mộ Bạch khó hiểu hỏi, sư đệ à, đừng vòng vo nữa, bên dưới đại trận tù cấm ấy có gì thế? Ngô Bình khẽ thở dài, sư huynh, tên đầy đủ của đại trận tù cấm là, đại trận nhị thập tứ nguyên chu thiên tinh đầu phục ma. Thứ bị đại trận siêu mạnh này trấn áp, ít nhất phải là sự tồn tại ở cấp độ thiên tiên. Dương Mộ Bạch chấn động, gì cơ, cấp độ thiên tiên. Ngô Bình gật đầu, thậm chí là mạnh hơn cả thiên tiên. Bằng không thì không cần dùng đến đại trận phức tạp và mạnh như đại trận tù cấm. Dương Mộ Bạch lặng im rất lâu mới lên tiếng, anh phải báo cáo chuyện này lên trên. Ông vốn nghĩ đây chỉ là động tiên gì đó, có thể tạm giấu giếm cấp trên. Bây giờ chuyện lớn như vậy, Dương Mộ Bạch không dám giấu nữa, buộc phải báo cáo lên và để những người phía trên quyết định. Ngô Bình nói, sư huynh, em nghi ngờ là người đông doanh đã biết chuyện này từ lâu. Lần này họ đến đây, e là không phải vì tìm báu vật gì đó, mà là vì thứ ở dưới đất. Dương Mộ Bạch gật đầu, rất có khả năng đó. Sư đệ à, may mà cậu phát hiện kịp, nếu không thì chúng ta đã mắc bẫy người đông doanh rồi. Ngô Bình đáp, em cũng sẽ nói với phía Đoàn Long. Sư huynh, tối nay chúng ta chờ tin thôi vậy. Dương Mộ Bạch cũng bảo, đành phải thế thôi. Xe về đến Phủ Tử Long. Dương Mộ Bạch gọi cho Diệp Thiên Tông, Ngô Bình gọi cho Đoàn Long. Cả hai thuật lại chuyện vừa phát hiện. Nghe xong, Đoàn Long im lặng hồi lâu mới nói, may mà cậu phát hiện kịp thời, nếu không cũng chẳng biết bọn đông doanh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh sẽ nhớ công lao này của cậu. Ngô Bình đáp, em đề nghị chúng ta lập tức phong tỏa hiện trường, cấm người đông doanh vào trong. Đoàn Long nói, được, anh sẽ nhắc nhở họ. Sau khi lần lượt báo cáo chuyện này cho cấp trên, hai người lại tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Dương Mộ Bạch suy nghĩ miên man, chợt lẩm bẩm, sự tồn tại ở cấp bậc thiên tiên, liệu sẽ là gì đây? Là yêu, là quỷ, hay là tiên? Ngô Bình lắc đầu, em không rõ nữa, phải xem rồi mới phán đoán được. May mà có sự bảo hộ của quốc gia, chúng ta không cần lo về việc ở đây sẽ xảy ra chuyện. Sau khi uống cạn một vò rượu phần, Ngô Bình nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Xin chào, là Ngô Bình phải không? Giọng của đối phương vô cùng uy lực, hệt như tiếng chuông vậy. Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình đây, cho hỏi đầu dây là ai vậy? Đối phương cười đáp, tôi là thần tướng Trương Thiên Hoành. Thiên Long và thần võ ti mà cậu trực thuộc đều do tôi quản lý. Chương 772 lẽ nào khác với những gì được ghi trong lịch sử ư? Trương Thiên Hoành hỏi, cậu có hiểu biết về đại trận nhị thập tứ nguyên chu thiên tinh đầu phục ma không? Ngô Bình đáp, tôi biết một chút. Cậu có nắm chắc việc phá giải đại trận này không? Ngô Bình giật mình, phá trận ư? Do dự vài giây, anh nói, tôi có thể thử, không dám chắc chắn sẽ thành công.
Tốt lắm, vị thần tướng họ Trương có vẻ rất vui, một giờ nữa sẽ có người gửi tài liệu cho cậu. Tài liệu này, chỉ có cậu mới được xem. Sau khi xem xong thì thiêu hủy ngay tại chỗ. Người đưa tài liệu sẽ truyền đạt mệnh lệnh sau đó cho cậu biết. Có thắc mắc gì không? Không ạ, Ngô Bình đáp ngay. Tốt lắm, Ngô Bình, tôi rất mong được gặp cậu, dứt lời, đối phương đã cúp máy. Để điện thoại xuống, Ngô Bình vội vàng hỏi, sư huynh à, thần tướng là ai vậy? Dương Mộ Bạch nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, đoạn trả lời, sư đệ à, cậu rất may mắn, còn trẻ như vậy mà đã được thần tướng xem trọng. Cậu nên biết là cả đại sư huynh cũng mới gặp thần tướng một lần thôi. Thần tướng đến từ các quốc gia khác nhau, toàn thế giới có 7 thần tướng, nước ta có 2 vị, một trong số đó chính là thần tướng Trương Thiên Hoành. Phạm vi quản lý của thần tướng Trương bao gồm nước Viêm Long, 2 nước bán đảo, các nước Đông Nam Á và khu vịnh đảo. Ngô Bình vô cùng chấn động, anh không ngờ còn có nhân vật lớn áp đảo quốc gia. Dương Mộ Bạch, cậu không biết cũng là chuyện bình thường, ngay anh đây cũng phải tiến vào cảnh giới võ vương rồi mới biết nữa là. Còn thần tướng thì anh chưa gặp bao giờ, vì chưa đủ tư cách. Ngô Bình, sư huynh, thần tướng phụ trách ai? Có nhiệm vụ là gì? Phụ trách khu vực, Dương Mộ Bạch nói, nhiệm vụ của thần tướng là thống lĩnh giới tu chân trong khu vực để cùng nhau chống lại tà ma. Tà ma, Ngô Bình ngạc nhiên, tà ma như thế nào mới cần thần tướng ra tay? Dương Mộ Bạch, cậu có biết tại sao lại bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai không? Ngô Bình, lẽ nào khác với những gì được ghi trong lịch sử ư? Dương Mộ Bạch lắc đầu, lịch sử chỉ để cho người bình thường đọc thôi. Thật ra nguyên nhân thật sự khiến chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là vì tà ma đã xâm chiếm loài người rồi khởi động chiến tranh. Đám tà ma này bị phong ấn dưới lòng đất, trốn trong di tích hoặc ẩn mình trong nhân gian. Một khi có cơ hội thì chúng sẽ mưu đồ kiểm soát con người. Chương 773 nói vậy là phải chờ tới tận năm sau ư. Ông ấy nói tiếp, sư đệ, anh cũng chỉ biết nhiều đây về thần tướng thôi, vì đây là chuyện cơ mật, nếu cậu gặp được thần tướng Trương thì có thể hỏi ông ấy. Ngô Bình gật gù, anh cảm giác sự tồn tại của thần tướng không chỉ để đối phó với tà ma, nhưng tiếc là Dương Mộ Bạch không biết nhiều. Quả nhiên một tiếng sau, đã có người đến Phủ Tử Long. Người đó chỉ khoảng hơn 30 tuổi, mặc đồ leo núi màu đen, tướng mạo bình thường, tay xách túi. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình, anh ta gật đầu nói, chào cậu, tôi là Chu Đà, nhận lệnh của thần tướng tới đây. Ngô Bình, mời. Ngô Bình mời Chu Đà vào một phòng riêng rồi hỏi, thần tướng có căn dặn gì? Chu Đà mở cái túi ra rồi đưa một tập tài liệu cho Ngô Bình, đây là tất cả tài liệu liên quan đến thứ đó, mời cậu xem. Sau đó, tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh của thần tướng. Ngô Bình gật đầu rồi nhận lấy tài liệu, sau đó đọc lướt thật nhanh. Tập tài liệu này được chắp vá từ nhiều thông tin khác nhau nên khá lộn xộn, nhưng đọc xong thì Ngô Bình đã nắm qua được tình hình rồi. Thứ mà đại trận trấn áp có khả năng cao là một thầy Pháp. Trong phiến ngọc có ghi rằng vào thời Tiên Quốc, thầy Pháp là một tu sĩ khác thần tiên, họ chiếm số lượng rất ít, cả vạn tiên nhân mới có một thần Pháp. Song, thực lực của họ rất mạnh. Khi ấy, mỗi khi có một thầy Pháp xuất hiện thì sẽ có gió tanh mưa máu. Ngô Bình gập tài liệu lại, Chu Đà hỏi, cậu đọc xong rồi à? Ngô Bình gật đầu, sau đó Chu Đà đã lấy bật lửa ra và đốt tập tài liệu đó ngay lập tức, vừa đốt. Anh ta vừa nói, thần tướng mong cậu có thể mở được đại trận để thả nó ra. Ngô Bình cau mày, thần tướng không sợ thầy Pháp gây hại cho con người sao? Chu Đà, đã nhiều năm trôi qua, chưa chắc thầy Pháp đó đã còn sống. Dù còn sống thì chắc chắn cũng đã yếu rồi, một thầy Pháp yếu ớt thì không thể gây hại cho chúng ta được. Vả lại, thần tướng có cách đối phó rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thời gian lý tưởng nhất để mở đại trận này là ngày 15 tháng 7 âm lịch năm sau. Chu Đà hơi ngạc nhiên, nói vậy là phải chờ tới tận năm sau ư. Ngô Bình gật đầu, đúng, đại trận nhị thập tứ nguyên chu thiên tinh đẩu phục ma tương ứng với ngày Tết Nguyên Tiêu. Đó là ngày là âm dương cân bằng nhất trong năm, như vậy mới dễ mở đại trận. Hơn nữa, muốn mở đại trận còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên cũng cần thêm thời gian. Chu Đà tỏ rõ vẻ thất vọng, cậu chờ tôi một chút, để tôi thông báo cho thần tướng đã. Anh ta ra ngoài khoảng hơn chục phút rồi quay lại nói, Ngô Bình, thần tướng đồng ý chờ tới năm sau. Cậu cần gì thì hãy viết luôn ra rồi đưa cho tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Ngô Bình lập tức viết một danh sách dài,
còn phía Chu Đà có tìm được hay không thì anh không quan tâm. Chương 774 ông cô khỏe thật đấy. Sau đó, ai về phóng nấy nghỉ ngơi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Đường Băng Vân đã tới một mình. Ngô Bình đã dọn đồ xong, chuẩn bị rời khỏi đây, nhóm Lạc Trường Sinh cũng đã đi rồi. Lúc gặp Đường Băng Vân, Ngô Bình thấy cô ấy có vẻ buồn bã, hình như đang có tâm sự. Ngô Bình, nhất định anh phải chữa khỏi cho Đường Vô Mệnh nhé, nói rồi, mắt cô ấy đỏ hoe. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, Băng Vân, cô thân với Đường trưởng lão à? Đường Băng Vân gật đầu, võ công của tôi đều học từ bác ấy có thể coi là sư phụ của tôi, hơn nữa còn từng cứu tôi 3 lần. Ngô Bình an ủi, cô yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Thời gian không chờ đợi ai, Đường Băng Vân đã sắp xếp xong máy bay, họ chào tạm biệt Dương Mộ Bạch và Lý Long Thần rồi tới sân bay luôn. Đường Băng Vân đã chuẩn bị máy bay cá nhân. Lên máy bay rồi, Ngô Bình hỏi, Băng Vân, tôi nghe nói gia chủ của nhà họ các cô cũng bị bệnh hả? Đường Băng Vân thoáng ngạc nhiên, sao anh biết? Ngô Bình, sư phụ tôi kể. Đường Băng Vân thở dài, Đường Môn giờ lắm chuyện nhức đầu lắm, đúng là ông tôi cũng không được khỏe. Ngô Bình chớp mắt nói, Băng Vân, cô là cháu gái của Đường Thiên Tuyệt, tôi nghe nói ông ấy sắp 300 tuổi rồi đúng không? Nhưng sao cô vẫn trẻ thế? Đường Băng Vân đen mặt, thì năm 190 tuổi, ông tôi mới sinh ra bố tôi, có vấn đề gì không? Ngô Bình cười trừ, ông cô khỏe thật đấy. Lúc này, máy bay đã cất cánh, sau đó giữ một lộ trình bay ổn định. Đây là máy bay cá nhân nên bày trí rất xa hoa, Ngô Bình nằm trên sofa ăn hoa quả do nhân viên phục vụ, thi thoảng lại nói chuyện với Đường Băng Vân. Sau một tiếng đồng hồ, anh chợt nhìn cảnh vật bên dưới, nhờ khả năng nhìn xuyên thấu nên anh có thể nhìn xuyên máy bay. Nhưng anh vừa nhìn xong đã biến sắc mặt, vì ngay dưới vị trí bộ càng bánh xe có một quả bom. Đây là một quả bom hẹn giờ, thời gian hiển thị bên trên chỉ còn 3 phút. Dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng Ngô Bình vẫn trấn tĩnh hỏi, có người trong Đường Môn không muốn tôi đến cứu Đường Vô Mệnh đúng không? Đường Băng Vân, đương nhiên, ông ấy có thế lực rất mạnh nên nhiều người muốn ông ấy chết lắm. Hèn chi có người cài bom trên máy bay. Đường Băng Vân giật nảy mình, cái gì? Trên máy bay có bom ư? Chương 775 ông ấy đang ở Đường Môn à? Quả bom được dính vào vách khoang băng keo cao su, Ngô Bình lập tức dùng nhãn lực để xé lớp keo ấy ra, quả bom lập tức rơi xuống. Lúc này, chỉ còn chưa tới nửa phút nữa là bom sẽ nổ, ngay sau đó bên dưới đã vang lên một tiếng nổ lớn. Ngô Bình bảo cơ trưởng thu bộ càng bánh xe lên rồi nói với Đường Băng Vân, an toàn rồi. Đường Băng Vân nhăn mặt hỏi, anh làm kiểu gì thế? Ngô Bình cười đáp, bom được gánh trên vách khoang bằng một loại keo, tôi vừa tung một trường, dùng nội kình để gỡ quả bom đó. Đường Băng Vân thở dài một hơi rồi căm tức nói, những người đó thật quá đáng, tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Ngô Bình nhìn cô ấy, cô kể về Đường Môn đi, nếu tôi đã tham gia vào chuyện này thì cũng nên biết một chút. Đường Băng Vân gật đầu, người có quyền lực nhất ở Đường Môn là ông nội tôi Đường Thiên Tuyệt. Tiếp đó là tới người nắm quyền kinh doanh là Đường Vô Tà và quản lý tổ chức ám sát Đường Vô Mệnh. Tiếp theo đến các đường chủ và những người họ hàng khác. Đường chủ và 4 đại đường chủ là có thể lực mạnh nhất, họ chia nhau quản lý việc làm ăn ở một tỉnh của Đường Môn. Các họ hàng khác thì có 5 người nắm quyền nhiều nhất, ai cũng rất giàu có. Ngô Bình, trong số họ thì ai muốn Đường Vô Mệnh chết nhất? Đường Băng Vân, đương nhiên là Đường Vô Tà và 4 đại đường chủ rồi, còn 5 người họ hàng kia thì tôi không rõ. Ngô Bình, Đường Môn quá lớn nên việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn. Đường Băng Vân thở dài, nếu ông nội tôi mà khỏe thì đâu ra nông nỗi này. Ngô Bình gật gù, chữa khỏi cho Đường Vô Mệnh xong, tôi sẽ khám cho ông cô. Đường Băng Vân gật đầu, 10 phút sau, máy bay đã hạ cánh xuống Thục Cẩm. Ngay sau đó đã có một chiếc xe đi tới, Ngô Bình và Đường Băng Vân lên xe ngay. Lên xe xong, Đường Băng Vân gọi điện thoại rồi nói với Ngô Bình, chúng ta đi gặp Đường Vô Mệnh trước. Ngô Bình, ông ấy đang ở Đường Môn à? Ở một biệt viện khác tên là Kim Trúc Viên của nhà họ Đường, hồi nhỏ tôi từng luyện công ở đó, Đường Băng Vân nói. Trên đường đi, Ngô Bình đã tìm hiểu về Đường Vô Mệnh. Ông ấy là con nuôi của Đường Thiên Tuyệt, là người có thiên bẩm phi phàm. Hơn 30 tuổi đã tiến vào cảnh giới tiên thiên nên có thực lực rất mạnh.
Ông ấy từng cứu mạng Đường Thiên Tuyệt, vì là người con thứ bảy của Đường Thiên Tuyệt nên Đường Băng Vân thường gọi ông ấy là bác bảy. Đường Băng Vân coi như được Đường Vô Mệnh nuôi lớn, hai người thân thiết như bố con. Chương 776, tốt quá rồi, cảm ơn anh. Ngô Bình và Đường Băng Vân vừa xuống xe thì đã có một người đàn ông tóc bạc đi tới, sau đó cúi người với Đường Băng Vân, chào cô chủ. Đường Băng Vân hỏi, Triệu Xuyên, bác bảy sao rồi? Người đàn ông tên là Triệu Xuyên buồn bã đáp, cô chủ, tình hình của lệnh chủ rất xấu, e không trụ nổi lâu được nữa. Đường Băng Vân nghe thấy thế thì rơi nước mắt, sau đó chạy nhanh vào nhà, Ngô Bình cũng đi theo ngay. Ba người đi qua phòng khách rồi vào một căn phòng khác, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nằm trên một chiếc ghế, mặt ông ấy tiều tụy, nhưng vẫn đang lật dở sách. Dù ông ấy bị thương rất nặng, nhưng vẫn toát ra vẻ quyền uy khiến không ai dám xâm phạm, như một con sư tử có thể xông lên giết người bất cứ lúc nào. Bác bảy, Đường Băng Vân quỳ bên cạnh ông ấy, con đã mời Ngô Bình về rồi, nhất định anh ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho bác. Người đàn ông này chính là Đường Vô Mệnh, nhìn thấy Đường Băng Vân là ông ấy tỏ vẻ yêu chiều, Băng Vân, ai rồi cũng phải chết thôi, con đừng đau buồn quá. Rõ ràng ông ấy không tin người Đường Băng Vân mời về có thể chữa khỏi thương tích cho mình. Ngô Bình vừa đi vào đã quan sát vết thương của Đường Vô Mệnh ngay, ông ấy bị thương rất nặng. Kinh mạch toàn thân đã bị một sức mạnh kỳ lạ gặm nhấm, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn hại. Đường Băng Vân vội nói, bác bảy, Ngô Bình rất giỏi y thuật, anh ấy sẽ chữa khỏi cho bác mà. Ngô Bình khom người xuống, ông Đường, tôi là Ngô Bình, tôi có thể giải được bùa chú cho ông. Đường Vô Mệnh chấn động rồi nhìn Ngô Bình, cậu biết tôi bị bỏ bùa ư? Ngô Bình gật đầu, chắc ông bị thương từ vũ khí dính bùa chú, sức mạnh ấy đang tàn phá cơ thể ông. Nếu không nhờ có tu vi cao thâm thì ông đã chết lâu rồi. Đường Vô Mệnh không dám coi thường Ngô Bình nữa, ông ấy đứng dậy rồi chắp tay hành lễ, cậu Ngô, ban nãy là tôi thất lễ. Ngô Bình, không sao, mời ông đừng ngồi. Đường Vô Mệnh ngồi xuống, Ngô Bình cười nói, để tôi giải trừ bùa chú cho ông. Dứt lời, Ngô Bình giơ tay ân lên bả vai Đường Vô Mệnh để truyền chân khí màu tím vào cơ thể ông ấy. Chân khí màu tím có tác dụng xua đuổi tà ma. Trong cơ thể Đường Vô Mệnh có năng lượng xấu, nhưng khi gặp chân khí màu tím, chúng sẽ bị loại trừ. Ngô Bình điều khiển chân khí chiếm giữ một đoạn kinh mạch, sau đó thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dần dà các năng lượng xấu đã không còn chỗ dung thân nên bị dồn tới phổi. Đúng lúc này, Ngô Bình tung một chưởng vào lưng Đường Vô Mệnh, ông ấy hộc ra một thứ màu đen xì to như quả trứng có lẫn cả tơ máu xuống đất. Một khi bùa chú rời khỏi cơ thể, nó sẽ mất tác dụng và biến mất ngay. Đường Vô Mệnh lập tức cảm thấy thoải mái, bùa chú đã bị loại trừ, sức sống trong ông ấy trỗi dậy, những bộ phận bị thương nhanh chóng lành lại. Ngô Bình đã kê một toa thuốc rồi bảo người đi chuẩn bị cho Đường Vô Mệnh uống. Xong xuôi, anh lập tức léo Đường Băng Vân ra ngoài. Đường Băng Vân vội hỏi, Ngô Bình, bác bảy ổn rồi chứ? Ngô Bình gật đầu, ông ấy là nhân tiên nên có thể chất phi phàm, nửa tiếng nữa là khỏe lại thôi, chúng ta cứ chờ đi. Đường Băng Vân mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Ngô Bình, sau đó hôn mạnh lên má anh, tốt quá rồi, cảm ơn anh. Ngô Bình nhướng mày nói, cô hôn thêm cái nữa đi cũng được, tôi không ngại đâu. Đường Băng Vân liếc anh, mơ đi. Hai người ngồi chờ ngoài phòng khách, khoảng 20 phút sau, Đường Vô Mệnh đã bước ra, ông ấy không nói không rằng mà vái Ngô Bình, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu. Chương 777 không giống à. Ngô Bình nhanh chóng đỡ Đường Vô Mệnh dậy rồi nói, ông Đường đừng đa lễ, việc tiện tay thôi mà. Đường Vô Mệnh cười nói, việc tiện tay của cậu nhưng liên quan đến tính mạng của tôi. Sau đó, ông ấy cười híp mắt nhìn sang Đường Băng Vân, Băng Vân, y thuật của cậu Ngô đây đúng là cao siêu, bác rất hài lòng, hai đứa mau chọn ngày cử hành hôn lễ đi. Ngô Bình ngạc nhiên, hôn lễ ư? Đường Băng Vân đỏ mặt nói, bác bảy, bọn cháu giờ chỉ là bạn thôi. Chưa đến lúc bàn chuyện cưới xin đâu ạ. Đường Vô Mệnh cười lớn nói, thế hai đứa cứ tìm hiểu đi, bác sẽ chuẩn bị của hồi môn. Lúc này, Triệu Xuyên đã bưng thuốc rồi, Đường Vô Mệnh uống một hơi cạn sạch rồi nói, thời gian qua, bác phải dưỡng thương ở nhà nên lũ sâu bọ đã tác oai tác quái, đến lúc xử lý bọn chúng rồi. Băng Vân, cháu hãy tiếp đãi cậu Ngô chu đáo, bác phải đi có việc rồi. Đường Vô Mệnh đằng đằng sát khí bỏ đi. Đường Băng Vân nhún vai nói, bác tôi là người không chịu ngồi yên.
Ngô Bình gãi cổ, cô Đường, người nhà cô không ai hứng thú với việc cơm nước à, dứt lời, bụng anh đã réo ẩm lên. Đường Băng Vân che miệng cười, không chết đói được đâu mà sợ, để tôi bảo người chuẩn bị cơm nước. Đường Băng Vân vào bếp dặn người chuẩn bị cơm canh, đầu bếp của Đường Vô Mệnh nổi tiếng số một ở đây, cô ấy quyết định sẽ cho Ngô Bình thưởng thức một bữa các món đặc sắc ở đây. Ngô Bình đã gọi cho Trình Ngọc Liên, thông báo mình đi có việc gấp nên không kịp chữa bệnh cho Phương Đông Sinh. Anh đã hẹn với chị ta khi nào rảnh sẽ tới Thiên Kinh để chữa cho cậu nhóc. Cách đây không lâu, anh đã nhận được điện thoại của Triệu Chính Lệnh, ông ấy bảo mấy người bạn già của Triệu Trụ Quốc đều đang có bệnh trong người, nên hy vọng anh bớt chút thời gian đến đó chữa cho họ. Nếu đến Thiên Kinh thì vừa hay anh có thể kết hợp luôn một thể. Khi Đường Băng Vân quay lại, cô ấy đã thay sang một bộ đồ thoải mái, thường chỉ có sinh viên đại học mới ăn mặc kiểu này. Ngô Bình không khỏi ngẩn ra, Băng Vân, cô còn có phong cách này à? Đường Băng Vân liếc anh một cái rồi đáp, tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học Thục, mặc như này cũng là bình thường mà. Ngô Bình ngạc nhiên, cô là sinh viên á? Đường Băng Vân nhướng mày, không giống à? Có, Ngô Bình gật đầu, tôi chỉ thấy lạ là cô chủ như cô thì phải học ở Hoa Thanh hay Thiên Kinh mới đúng chứ? Đường Băng Vân hừ một tiếng, với tôi thì trường nào cũng như nhau thôi, dẫu sao cũng chẳng có giá trị gì với tôi cả. Tôi chọn trường đại học Thục là vì đây là trường mà nhà họ Đường tôi giúp đỡ. Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, nhà cô hỗ trợ trường này à? Đường Băng Vân, mỗi năm 5 tỷ đấy, đã liên tục trong 15 năm rồi. Hơn nữa, tôi cũng mang danh sinh viên trường ấy thôi, chứ có mấy khi đi học đâu. Cô ấy nói tiếp, nhưng tôi có mấy người bạn thân ở đấy, tối nay là tiệc sinh nhật của một trong số họ, tôi phải đi chúc mừng nên mới thay bộ này. Ngô Bình cười phá lên, xem ra cô khá thân với cô bạn kia hả, cho nên mới chịu hòa đồng thế. Chương 778 nhiệm vụ cô bảo lần trước khi nào bắt đầu. Đường Băng Vân thờ ơ nói, từ nhỏ tôi có bạn bè gì đâu, lên đại học được một tháng thì thân với mấy bạn ấy. Khi nào thấy chán thì tôi sẽ gọi điện cho họ, thi thoảng thì đi chơi. Ngô Bình gật đầu, có vài người bạn sẽ tốt hơn. Đường Băng Vân, đi thôi, anh đi cùng tôi. Ngô Bình chỉ vào mình, tôi cũng đi ư. Đường Băng Vân chán nản nói, họ suốt ngày giới thiệu bạn trai cho tôi, làm tôi phát bực lên được. Lần này tôi phải dẫn anh đi để họ dừng ngay trò ấy lại. Ngô Bình lắc đầu, tôi không đi đâu. Đường Băng Vân lừ mắt, không đi ư. Ngô Bình nhắc lại, không đi. Đường Băng Vân nhìn anh một lát rồi chợt cười nói, đối diện trường đại học Thục là học viện vũ đạo, ở đấy có vô vàn mỹ nữ, anh không đi là tiếc đấy. Ngô Bình cười lạnh nói, cô ai xinh như cô không? Nếu không thì tôi cứ ngắm cô thôi, khỏi phải đi làm gì cho mệt. Đường Băng Vân đảo mắt nói, nếu anh chịu đi với tôi thì tôi sẽ đồng ý một điều kiện của anh. Thật không, Ngô Bình nổi hứng, sau đó liếc nhìn vóc dáng cực phẩm của Đường Băng Vân đến mức suýt rớt nước miếng. Đường Băng Vân bắt đầu thấy hối hận, đừng nói là tên này định tận dụng cơ hội sàm sỡ mình nhé. Nhưng trừ việc có ý đồ với tôi ra, cô ấy lập tức bổ sung. Ngô Bình thở dài, Băng Vân, cô nghĩ nhiều rồi, tôi là ai chứ? Cùng lắm tôi chỉ muốn sờ vào cô một cái thôi, chứ không có suy nghĩ gì đâu. Sờ cái đầu anh ấy, Đường Băng Vân vung tay lên nhưng đã bị Ngô Bình bắt được, anh còn nhân cơ hội đó túm lấy tay cô ấy, một cảm giác mịn màng, nõn nà lan tỏa vào tay anh. Đường Băng Vân nhanh chóng rụt tay lại rồi hỏi, rồi anh có đi không? Ngô Bình cười nói, đi, nhưng giờ vẫn sớm, ăn cơm đã. Chẳng mấy chốc, đầu bếp đã mang thức ăn ra. Đều là các món nổi tiếng của Thục, Ngô Bình ăn ngấu nghiến. Đường Băng Vân không ăn mấy, mà chỉ uống canh, sau đó ngồi xem Ngô Bình đánh chén. Lúc này, Ngô Bình hỏi cô ấy, nhiệm vụ cô bảo lần trước khi nào bắt đầu. Đường Băng Vân, bên kia vẫn chưa tìm thấy huyệt mộ, nhưng chắc sang tháng là cùng. Ngô Bình, tốt rồi, nếu cô không bận thì tôi chuyện muốn nhờ. Đường Băng Vân, chuyện gì thế? Ngô Bình, có một lò luyện đan bị chôn khá sâu dưới sông, cô có cách nào lấy lên không? Chương 779 xe này của anh à. Đường Băng Vân tỏ vẻ không tin, chém gió, đến những người ở cảnh giới địa tiên còn chẳng mấy ai là thầy luyện đan, mà anh đòi luyện được cơ. Ngô Bình chỉ cười, chứ không giải thích. Hai người ăn uống xong thì cũng đã 4 giờ chiều, sau đó cùng rời khỏi nhà, để đi tham dự tiệc sinh nhật của bạn Đường Băng Vân.
Trước khi đến bữa tiệc, Đường Băng Vân còn đi mua quà cho bạn mình, vì thế hai người đi chọn quà trước. Với Đường Băng Vân mà nói thì chọn quà cho bản thân không khó, cái khó là phải chọn được một món quà phù hợp. Vì bạn cô ấy không biết cô ấy là cô chủ nhà họ Đường, vì cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, Đường Băng Vân đều dùng phần lớn thời gian vào việc tu luyện nên không dành chuyện mua sắm. Những bộ đồ có giá cả 100.000 hay chỉ 100 cũng không có gì khác biệt trong mắt cô ấy cả, đó cũng là lý do mà cô ấy phải kéo Ngô Bình đi cùng. Nguyên Thành là thành phố lớn nhất của Tây Nam với dân số cả chục triệu người, kinh tế chiếm 1/3 của Thục, là một thành phố phát đạt. Hiện giờ, Đường Băng Vân và Ngô Bình đang bàn xem nên mua quà gì trên con phố mua sắm sầm uất nhất ở đây. Đúng lúc này, một chiếc xe đua màu bạc đã dừng ở bên cạnh, một người đàn ông sỏ khuyên tai khoảng 25 tuổi bước xuống xe, sau đó huýt sáo với Đường Băng Vân rồi cười nói, người đẹp, đi hóng gió với anh không? Biến, Đường Băng Vân chỉ đáp lại một câu. Tên kia biến sắc mặt, mẹ kiếp, dám đuổi anh đây à, có biết anh là ai không hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.